Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 199. Chương 1981, Quân Lâm, 1. Theo Ngọc Giản bay tới, vẻ mặt Hứa Thanh lạnh như băng, không hề giơ tay lên đón lấy mà bắn ra một đạo hồn ti, lập tức xuyên thấu đánh nát Ngọc Giản. Nếu như đổi thành người khác nhìn thấy một màn này, tất nhiên nội tâm sẽ run lên, cho rằng Hứa Thanh đã nổi sát tâm. Nhưng Thiên Mặc Tử Thân là một trong đại thiên kiêu, trước lúc Hứa Thanh chưa ra tay đã nhìn ra một chút manh mối. Tự nhiên cũng có đủ tầm mắt, cho nên vẫn bảo trì cung kính như trước, đồng thời trong miệng tiếp tục truyền ra lời nói. Nguyên bản tọa kỵ mà tên Cẩu Tịch Đông Tử nhắm vào là Sơn Si, nhưng chẳng biết tại sao lại xuất hiện chút ngoài ý muốn, vì vậy vào một tháng trước đã đi tới nơi ở của quỷ xa. Theo những gì ta dò xét được, bây giờ đang có không ít tu sĩ tranh đoạt quỷ xa, trong đó lấy tên Vương Bát Đản Phàm Thế Song là chủ yếu. Nhưng mà sau khi tên ác độc cầm thú Tịch Đông Tử gia nhập, đã không còn giống trước nữa. Thế nhưng tên Phàm Thế Song đáng ghét là loại người rất âm trầm, trước trận đại săn bắn lần này nhất định đã làm một chút chuẩn bị. Sự thật cũng đúng là như thế, từ sau khi Tịch Đông Tử tiến vào quỷ xa ám lâm, vẫn không thấy ra ngoài. Khả năng đại khái, hai tên cẩu chết bầm đó đang giằng co với nhau ở bên trong. Thiên Mặc Tử không có bất kỳ giấu giếm, báo lại hết toàn bộ những gì mình biết, dùng ngôn từ công kích hai tên đã từng ra tay với Hứa Thanh và lại còn không có lặp lại. Toàn lực biểu đạt bộ dạng cùng một lập trường quan hệ với Hứa Thanh. Mà sở dĩ gã hiểu rõ ràng như vậy, trên thực tế bởi vì nguyên bản gã cũng dự định vào trong quỷ xa ám lâm. Về phần thời cơ, đó là đợi sau khi Tịch Đông Tử và Phàm Thế Song lưỡng bại câu thương. Bây giờ nói xong, vì để đảm bảo đạt được mục đích, Thiên Mặc Tử nghĩ đến lời đồn Hứa Thanh là thần sứ của Tinh Viêm Thần Điện, vì vậy còn tràn ra một chút khí tức Tinh Viêm Thần Điện. Sắc mặt Hứa Thanh bình tĩnh, một khắc hồn ti xuyên thấu Ngọc Giản, mặc dù toái diệt nhưng tin tức bên trong cũng thông qua hồn ti dò xét. Rõ ràng truyền tới cho Hứa Thanh, trên cơ bản là nhất trí cùng với lời của Thiên Mặc Tử. Mà mặc kệ là công kích bên trong ngôn từ của đối phương hay là tràn ra khí tức Tinh Viêm Thần Điện. Tất nhiên Hứa Thanh hiểu rõ ý tứ ẩn chứa trong đó, đối phương là đang ám chỉ mọi người là người một nhà. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lộ ra ý thâm sâu, nhìn qua trên người Thiên Mặc Tử một chút, bất kể là tin tức đối phương đưa tới hay là thân phận tu sĩ Tinh Viêm đều khiến hắn không tiện đánh chết gã. Quan trọng nhất là đối phương từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có làm ra hành động tự tìm đường chết nào. Vì vậy Hứa Thanh cũng không đi so đo, một bước tiến về phía trước. Lập tức đi qua bên người Thiên Mặc Tử, thẳng đến phương xa, chỉ trong nháy mắt đã đến phía chân trời. Theo hắn rời đi, Thiên Mặc Tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay lại nhìn về phía Hứa Thanh đi xa, trong lòng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng có phức tạp. Có lẽ lời đồn về cuộc chiến của Hứa Thanh cùng với Tịch Đông Tử lúc trước không sai, Hứa Thanh thật sự không bằng Tịch Đông Tử. Nhưng trong hai tháng này, tu vi của hắn đã có đột phá, mà thiên kiêu như vậy, mỗi một lần đột phá đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về phần sương mù xám, kịch biến trong cấm địa Cửu Lê đoạn thời gian trước nhất định có quan hệ trực tiếp cùng hắn. Mà hắn còn mang sương mù xám trong cấm địa Cửu Lê ra ngoài, lại có thể điều khiển hoàn mỹ. Tâm thần của Thiên Mặc Tử ngưng trọng, biết rõ ý nghĩa của việc này, đáy lòng cũng có một cái suy đoán để cho gã không dám tin. Chẳng lẽ hắn đã thu phục được Cửu Lê? Nghĩ tới đây, Thiên Mặc Tử hít sâu, mơ hồ có một loại dự cảm, thứ hạng cuối cùng của trận đại săn bắn lần này, có lẽ bài danh đệ nhất không còn là của tu sĩ Huyền Thiên. Đệ nhất khâu thứ nhất, khâu thứ hai khả năng cũng là đệ nhất, nếu như khâu thứ ba vẫn là đệ nhất. Đại Huyền Thiên, tâm thần Thiên Mặc Tử chấn động. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã cực kỳ lâu, không có xuất hiện Đại Huyền Thiên. Lần thứ nhất trước đó còn là vạn năm trước. Nếu lần này thật sự sinh ra Đại Huyền Thiên, nội tâm của Thiên Mặc Tử lung lay, xuất hiện thêm càng nhiều suy nghĩ hơn nữa, sau một lúc lâu trong mắt của gã lộ ra quyết đoán, lại không có bay về tới khu vực khác mà đi theo phía Hứa Thanh đã ly khai, trong miệng càng là hô to. Hứa huynh, Tịch Đông Tử là người nham hiểm tương tự tên Phàm Thế Song, lúc cuối vô cùng có khả năng sẽ lựa chọn liên thủ cùng Phàm Thế Song. Để tránh Hứa huynh bị vây công, tại hạ nguyện cùng đi theo, trợ giúp Hứa huynh một tay. Trong lúc nói, gã mau chóng triển khai tốc độ bay tới. Hứa Thanh nhướng lông mi lên, lần nữa đánh giá Thiên Mặc Tử, bên trong tâm thần truyền đến giọng nói có chút cảnh giác của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, tên khốn này không bình thường,
chắc chắn có âm mưu, ta đề nghị chủ tử lập tức chém giết hạng người xảo trá như gã. Hứa Thanh không quan tâm đến lời nói của lão tổ Kim Cương Tông, sau khi đảo qua trên người Thiên Mặc Tử, hắn nheo mắt lại, không cự tuyệt cũng không đồng ý, quay người nhoáng một cái, bay về phía khu vực quỷ xa. Mắt thấy Hứa Thanh không thể hiện sự cự tuyệt, tinh thần của Thiên Mặc Tử chấn động, lựa chọn đi theo phía sau. Vì đạt được hảo cảm của Hứa Thanh, Thiên Mặc Tử kỹ càng báo lại tin tức về Sơn Hải Đại Vực mà mình biết được. Trong đó có rất nhiều thông tin đều là bên ngoài không mua được, Hứa Thanh cũng là lần đầu biết đến. Ví dụ như tập tính một chút hung thú đặc thù, ví dụ như một vài chỗ hung hiểm ẩn tàng trong rừng rậm. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, một đường bay nhanh, cách khu vực quỷ xa càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, khu vực vòng tròn bên trên của Sơn Hải Đại Vực, trong mảnh rừng rậm khu vực Sơn Si, một trận truy sát kéo dài mấy tháng vẫn đang triển khai. Chỉ là không giống với trận Tịch Đông Tử truy sát Hứa Thanh lúc trước, Hứa Thanh đã bôn ba vạn dặm, trận truy sát bên này thật ra vẫn luôn phát sinh ở trong khu vực Sơn Si. Người bị đuổi giết là Nhị Ngưu, kẻ đuổi giết là Viêm Huyền Tử. Thông qua các loại phương pháp không thể tin được, Nhị Ngưu khiêu khích và dẫn dụ Viêm Huyền Tử không ngừng trượt đuổi vòng quanh trong khu vực Sơn Si, thi thoảng lại truyền ra những câu ti tiện. Vẫn chưa chịu ngừng hả? Không phải chỉ là gián đoạn ngươi thu phục hung thú, hơn nữa còn biết rõ ngươi là tên bất nam bất nữ thôi sao? Cần phải làm tới mức này không chứ? Mà thôi, ngươi đừng đuổi nữa có được không? Ta giới thiệu cho ngươi một người đạo lữ nhé. Ta nói cho ngươi biết, ta có một tiểu sư đệ. Theo đội trưởng mở miệng, Viêm Huyền Tử đuổi ở phía sau chợt giơ tay lên. Lập tức có một cỗ uy áp phô thiên cái địa có thể so với uẩn thần từ trong tay gã hiện ra, chấn áp tới Nhị Ngưu phía trước. Chương 1982, Quân Lâm, 2. Trong tiếng nổ vang, thiên địa tan vỡ, thân thể Nhị Ngưu tương tự toái diệt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong đất bùn phía xa bay ra một con nhuyễn trùng màu lam, nhanh chóng tạo thành thân hình Nhị Ngưu mới, tiếp tục chạy trốn. Chỉ là giờ phút này trong lòng Nhị Ngưu cũng đang kêu khổ, chớ nhìn y ngoài miệng nói như vậy. Nhưng mấy tháng qua quả thật đã tổn thất rất lớn, cứ như vậy tiếp nữa, y cảm thấy sợ là mình muốn xong đời. Sao tiểu sư đệ làm còn chưa tới vậy? Trong lúc Nhị Ngưu đang lo lắng, bên trong khu vực vòng bên dưới của Sơn Hải Đại Vực, ngoài một mảnh rừng rậm màu đen, hai thân ảnh từ màn trời vọt nhanh tới gần. Hứa huynh, đây chính là quỷ xa ám lâm. Hung thú nơi đây lấy quỷ dị là chủ yếu, vô cùng hung tàn, hình thái dữ tợn, thủ đoạn khó lòng phòng bị. Bộ tộc quỷ xa chính là sống ở nơi đây, chúng nó lấy quỷ dị làm thức ăn, chiến lực kinh khủng. Trong tộc có vài con càng là cường hãn như uẩn thần, cho nên những người tới đây thu phục ấu thú quỷ xa cần phải thừa nhận phong hiểm cực lớn. Thiên Mặc Tử nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mảnh rừng rậm khác biệt cùng nơi khác phía trước, cỏ cây nơi đây là một mảnh đen nhánh, bầu trời bên trong cũng là như thế. Tràn ngập mây đen, từng đạo tia chớp màu đỏ chạy giữa tầng mây, thi thoảng lại hạ xuống, truyền đến tiếng nổ vang cực lớn. Mà trong ám lâm cũng dày đặc cảm giác âm lãnh cực kỳ rõ ràng, thậm chí đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm thụ linh hồn như bị thu nhiếp. Tựa như mảnh ám lâm này là một vòng xoáy vô hình, thôn phệ hết thảy linh hồn. Còn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ có một chút thân ảnh tu sĩ như cái xác không hồn, chết lặng dạo quanh. Bọn họ là tu sĩ gần đây chết ở chỗ này, linh hồn bị nuốt, thân thể bị ám lâm phục sinh, không ngừng tìm kiếm hồn của mình ở trong đây. Cho đến khi thân thể bị cỏ cây nơi đây ăn mòn, trở thành chất dinh dưỡng. Bên trong lời nói của Thiên Mặc Tử có một chút kiêng kỵ cùng với ngưng trọng. Mặt khác, nơi đây rất lớn, tên cẩu giám Tịch Đông Tử cùng với đồ cẩu thối phàm thế song đã ở trong này thật lâu. Đồng nghĩa với bọn chúng đang trong bóng tối, mà chúng ta tiến vào tìm kiếm, coi như là ở ngoài sáng, có lẽ sẽ tồn tại một chút trắc trở. Nói xong, Thiên Mặc Tử lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, phát hiện Hứa Thanh vẫn không có hành động gì như trước, vì vậy gã trừng mắt nhìn, giơ tay lên lấy ra một nhánh hương, đốt lên. Nhưng ta đã có chuẩn bị từ trước, hết thảy tu sĩ muốn đi vào nơi đây thu phục quỷ xa, đều sẽ mua sắm loại thần hương này ở thần điện, dùng nó để giữ vững linh hồn, mới có mức độ an toàn nhất định để bước vào trong rừng. Ta còn khoảng có 7-8 cây, có lẽ vậy là đủ rồi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt khỏi quỷ xa ám lâm, nhìn qua Thiên Mặc Tử. Ngươi không cần tiếp tục thăm dò nữa. Thiên Mặc Tử cười ngượng, những lời lúc trước của gã nhìn như giới thiệu, nhưng trên thực tế đều đang thử dò xét.
Gã muốn biết năng lực kỳ dị có thể làm cho hung thú nằm dạp xuống của Hứa Thanh có còn hữu hiệu ở chỗ này hay không. Hứa Thanh không để ý tới Thiên Mặc Tử, hắn biết việc mình thu phục Cửu Lê căn bản là không giấu được, sớm muộn gì cũng bị người biết, cho nên cũng không cần cố ý che giấu năng lực. Đồng thời hắn cũng muốn biết Cửu Lê mình thu hoạch được đến cùng có thể làm tới trình độ nào ở trong Sơn Hải Đại Vực. Vì vậy, Hứa Thanh nhìn qua mảnh quỷ sa ám lâm kinh khủng, nhàn nhạt mở miệng. Quỷ sa, tới. Lời này vừa ra, trên người lập tức ầm ầm bộc phát ra khí tức Cửu Lê, khuếch tán khắp thiên địa, chiếm cứ chủ đạo. Mây mù trên bầu trời lập tức nổ vang, tan vỡ ra, từng đạo tia chớp bên trong cũng bởi vì mây mù vỡ vụn mà tách ra, liên tiếp cuốn ngược lại, hình thành một tấm võng bằng tia chớp màu đỏ. Trong lúc khuếch tán, tất cả cỏ cây đang lay động trên mặt đất ám lâm đều run rẩy, từng cây khom lưng. Đồng thời toàn bộ quỷ dị che giấu trong đó đều phát ra tiếng kêu rên, những cái xác không hồn cũng đều lập tức ngã xuống đất, không còn nhúc nhích. Tùy theo mà đến là rừng rậm cùng với đại địa nổ vang, âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, toàn bộ quỷ sa ám lâm như là sống lại, khí thế kinh khủng. Ngay sau đó, từng đạo khí tức hôn thiên hám địa ở bên trong ám lâm rung động lắc lư, dựng lên ngập trời. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả hung thú quỷ sa dữ tợn từ trong ám lâm mạnh mẽ lao ra. Chúng nó có lớn có nhỏ, số lượng tới trên trăm, tu vi tràn ra từ linh tàng đến quy hư không đều, sau khi xuất hiện riêng phần mình gầm thét, như được triệu kiến cấp tốc vọt tới phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua, khí thế long trời lở đất, bài sơn đảo hải vô cùng mãnh liệt, càng là sau khi ngay lập tức tới gần, trong mắt tất cả quỷ sa nơi đây đều lộ ra ánh sáng, âm u, toàn bộ nằm dạp xuống phía trước Hứa Thanh, như thấy quân vương. Khí tức trên thân chúng tản ra kiến bát phương nổ vang, dấy lên bụi bặm cũng như gió bạo, quét ngang hết thảy. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở phía trước của bọn nó, mặt không cảm xúc. Thiên Mặc Tử đứng nhìn một màn này, sững sờ tại chỗ. Nhưng sự tình khiến cho gã hoảng sợ vẫn còn chưa kết thúc. Trong khi đại địa đột nhiên càng thêm kịch liệt bốc lên, bên trong rừng rậm lai động, ba đạo chấn động kinh khủng như là uẩn thần dâng lên từ trong ám lâm. Khí tức này quá mức kinh người, chấn áp toàn bộ, trong chớp mắt thình lình có ba con quỷ sa cực lớn tràn ra cảm giác tăng thương muôn đời, huyễn hóa ra ở trên màn trời, từ trên không ngóng nhìn Hứa Thanh. Mắt thấy hết thảy, Thiên Mặc Tử hít sâu một hơi, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay sau đó, giọng nói của Hứa Thanh lần nữa vang vọng, kẻ từ ngoài đến, hiện. Lời hắn vừa ra, đại địa oanh oanh, bên trong ám lâm rộng lớn, cỏ cây lại lập tức riêng phần mình đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng tản ra về bốn phía. Rõ ràng chủ động lộ ra những tu sĩ Viêm Nguyệt ẩn thân trong ám lâm, họ đang dùng các phương pháp khác biệt chuẩn bị đi săn bắn. Giờ phút này từng người đều là toàn thân run rẩy, không cách nào tin, trong đầu càng là trống rỗng. Thật sự là loại sự tình thế này căn bản đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, đã đạt đến trình độ gần như là thần thoại. Xa xa còn có hai tu sĩ cách ngàn trượng đang giằng co, bọn họ chính là Tịch Đông Tử cùng Phàm Thế Song. Bây giờ sắc mặt của hai người đều đại biến giống nhau, tâm thần dấy lên sóng to gió lớn chưa bao giờ có, đồng loạt quay đầu nhìn tới phía Hứa Thanh nơi xa. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1983, trở lại, 1. Giờ phút này, bên trong khu vực quỷ sa phân tán ra có khoảng trên trăm tu sĩ, mỗi người trong đó đều sở hữu thủ đoạn của bản thân, có người dựa vào công pháp, có người dựa vào ngoại vật. Và lại tự thân cũng đều là người nổi bật trong cùng thế hệ, cho nên mới có thể trổ hết tài năng từ trong mọi người, ẩn nấp ở đây cho đến bây giờ, chờ cơ hội thu được ấu thú quỷ sa. Nếu như Hứa Thanh không xuất hiện, mặc dù trong bọn họ sẽ có người tử thương, thế nhưng nhất định sẽ có người thành công thu được quỷ sa. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh đến nói một câu, toàn bộ quỷ sa mà bọn họ khát vọng đều bay ra ngoài. Hắn vung tay lên giống như chợt kéo bức màn trong phòng tối ra, khiến cho tất cả mọi người che giấu đều bị lộ ra. Thậm chí hình dung như vậy cũng không phải rất thỏa đáng, chuẩn xác mà nói là Hứa Thanh vung tay lên. Không chỉ kéo ra bức màn che, mà ngay cả phòng ốc cũng nháy mắt tự hành tháo gỡ và lại còn tự mọc chân chạy xa. Trùng kích của một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt nơi đây đều cảm thấy nội tâm như có thiên lôi, cuồn cuộn, vô cùng chấn động. Trung quang thoáng cái trở lên thông thoáng, chốc lát từ ám đến minh, khiến cho tất cả bọn họ hô hấp dồn dập.
mà Tịch Đông Tử chính là người chấn động mãnh liệt nhất khi gã phát hiện ra đầu nguồn của Sơn Hải kịch chấn là Cửu Lê, đáy lòng vốn đã có suy đoán về Hứa Thanh. Gã cũng nghĩ khả năng Hứa Thanh sẽ không chết, cũng nghĩ tương lai có lẽ còn gặp lại, nhưng mặc kệ như thế nào gã cũng không dự liệu được. Khi song phương lần nữa gặp mặt, lại lấy loại phương thức không thể tưởng tượng thế này xuất hiện. Nhìn tới trên trăm quỷ xa giống như gặp quân vương nằm rạp xuống ở phương xa, lại nhìn ba tôn thân ảnh quỷ xa kinh khủng và cổ xưa trên màn trời, thân thể của Tịch Đông Tử hiếm thấy run lên một cái. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt oanh oanh bộc phát bên trong tâm thần của gã. Phàm thế song cách gã ngàn trượng cũng tương tự cảm thấy như vậy, nguyên bản gã ta đang giằng co cùng Tịch Đông Tử. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hết thảy xảy ra nơi đây, tinh thần của gã như có sóng lớn động trời. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bị một màn này chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Hứa Thanh, đứng ở bên ngoài mảnh rừng rậm phân tán ra, ánh mắt không có lập tức nhìn tới trên người Tịch Đông Tử ở phương xa, mà ngẩng đầu nhìn ba tôn quỷ xa tu vi uẩn thần trên bầu trời. Bọn chúng không giống với toàn bộ hung thú hắn gặp trên đường. Chúng nó không có kêu rên, cũng không bày ra bộ dáng nằm rạp xuống, mà đứng trên bầu trời ngóng nhìn đối với chính mình, trong đó mơ hồ còn ẩn chứa một tia nghi ngờ cùng với xem xét kỹ. Hung thú Sơn Hải đại vực, sau khi đạt tới uẩn thần, có lẽ sẽ thức tỉnh một chút ký ức ẩn trong huyết mạch. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chỉ có đáp án đó mới có thể giải thích ánh mắt của ba tôn quỷ xa tu vi uẩn thần. Ánh mắt của chúng cũng làm cho Hứa Thanh hiểu rõ chỗ cực hạn của khí tức Cửu Lê. Trừ phi là có thể chân chính bày ra hình thái tổ vu, bằng không mà nói, ta vẫn không thể khu động được hung thú uẩn thần. Hứa Thanh suy tư trong lòng, ánh mắt cũng theo đó thu hồi, khẽ quét qua trên người tu sĩ hiển lộ ra trong rừng rậm, cuối cùng nhìn tới chỗ Tịch Đông Tử. Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, đối với phàm tục mà nói căn bản nhìn không thấy nhau. Nhưng bọn họ vừa vặn là tu sĩ, và lại chiến lực cùng tu vi đều đạt đến một cấp độ. Như vậy chỉ cần không phải cách quá xa, dưới thần thức dung nhập gia trì, có thể cảm giác và ngóng nhìn lẫn nhau. Dưới sự ngóng nhìn, cảm giác nguy cơ lần nữa bốc lên trong nội tâm của Tịch Đông Tử, Hứa Thanh nhấc chân lên, tiến về phía trước một bước. Một bước hạ xuống, thân thể truyền đến âm thanh thiên lôi, rất nhiều hồn ti màu đỏ từ trong cơ thể bộc phát ra, vờn quanh bốn phía hình thành phong bạo huyết sắc, lại nhanh chóng dung hợp tạo thành hình thái thần linh. Trực tiếp hiện ra tầng hình thái thứ tư là xích mẫu, cũng gọi là tử chủ. Thân hình cao trăm trượng, toàn thân là lông vũ máu thịt màu tím, phía sau càng có hai cánh khổng lồ, từng trận âm thanh dù gì tràn ra từ trong cơ thể, vang vọng bát phương. Phía sau còn chậm rãi bay lên một vòng tử nguyệt, bên trên là vô số thân ảnh đang cúng bái. Phía trước là một mặt nhật quỹ cực lớn, kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, hư vô vặn vẹo, mơ hồ hết thảy. Bên dưới thân thể là một tòa đài sen khổng lồ, mỗi một mảnh lá sen đều đại biểu một loại năng lực của Hứa Thanh. Chúng nó hình thành xúc tua màu tím lan tràn khắp bát phương, giống như một đóa bỉ ngạn màu tím, nhìn thấy mà giật mình. Cảm giác như có thần linh phủ xuống thiên địa, khiến cho linh hồn của không ít tu sĩ lay động. Dù là những con quỷ xa cũng đều có chỗ sao động, ba tôn trên bầu trời càng là tràn ra uy áp của bản thân. Nhưng Hứa Thanh không quan tâm, lấy loại hình thái thần linh kinh khủng này đi ra bước thứ hai. Một khắc hạ xuống, chín đèn lồng máu thịt chớp mắt bay ra từ trong cơ thể hắn, vờn quanh bốn phía, tạo thành chín đầu cửu lê khí thế động trời, truyền ra tiếng gầm thét, đồng thời cũng bay nhanh về phía Hứa Thanh. Ngay lập tức dung hợp lại với hình thái thần linh của Hứa Thanh, hóa thành bộ vu giáp tràn đầy cảm giác cổ lão tang thương. Chín đầu cửu lê đồng loạt hiện ra, gia trì toàn bộ phương hướng chiến lực của Hứa Thanh một cách khủng bố. Một khắc nhai tí biến thành mặt nạ đeo trên mặt Hứa Thanh, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Trong mảnh thế gian này, hiện ra một tồn tại chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Thần cùng vu, đồng thời xuất hiện trên thân một người, khí tức cường đại khó có thể hình dung động trời dựng lên trên người Hứa Thanh. Quỷ xa dưới đại địa nằm rạp xuống run rẩy, quỷ xa trên bầu trời cũng lặng lẽ cúi đầu. Cỏ cây rừng rậm bốn phía đồng loạt xoay thân, tia chớp màu đỏ trên bầu trời cũng đều nhất nhất nổ tung, khiến cho màn trời bị bao phủ. Có không ít tu sĩ Viêm Nguyệt không chịu nổi phun ra máu tươi và cần phải rút lui ra, nội tâm bị hoảng sợ cùng kinh hoàng nhồi vào. Dù là Phàm Thế Song và Tịch Đông Tử cũng cảm thấy trong đầu như có sấm sét nổ vang. Không cần động thủ bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác sự cường hãn của Hứa Thanh giờ khắc này. Chương 1984, trở lại, 2.
Nơi xa, Thiên Mặc Tử hô hấp dồn dập, gã tương tự cùng mọi người, cũng lần đầu tiên trông thấy loại hình thái này của Hứa Thanh. Cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cho trong lòng của gã không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác muốn cúng bái. Trong lúc mọi người ở đây bị Hứa Thanh trấn nhiếp, Hứa Thanh với hình thái thần vu đi ra bước thứ ba, vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở ngàn trượng ngoài Tịch Đông Tử. Một khắc hiện thân, đại địa nổ vang, màn trời muốn nứt, khí tức cuồng bạo cùng với sát ý tuyệt thế nháy mắt tràn ra khiến cho phiến thế giới này rơi xuống bông tuyết màu tím. Phàm Thế Song chợt lui về phía sau, gã ta từ ánh mắt của Hứa Thanh cùng với lời đồn bên ngoài nói về Hứa Thanh bị Tịch Đông Tử chém giết lúc trước, lập tức đoán được lần này đối phương tới đây chính là vì Tịch Đông Tử. Nên gã nghĩ không liên quan đến mình, mà sau khi gã ta lui ra phía sau, trên người Tịch Đông Tử cũng đồng thời truyền đến tiếng nổ vang, đồng dạng triển khai hành động. Hai tay Tịch Đông Tử bay nhanh bấm niệm pháp quyết, thân thể to lớn bước lui ra phía sau, chiến lực quy hư đại viên mãn bốc lên từ trên người. Tư cách đại thiên kiêu bài danh thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho dù bây giờ Hứa Thanh tạo ra cho gã cảm giác áp bách cực lớn, nhưng gã không có thói quen không chiến đã khuất phục. Huống hồ gã biết rõ, nếu như Hứa Thanh đã tìm đến đây, vậy thì đây nhất định là một trận chiến sinh tử. Cho nên trong khoảnh khắc, màn trời vốn đã xuất hiện vết rách bỗng ầm ầm vỡ vụn, một ngón tay cực lớn bỗng nhiên từ trong hạ xuống, lập tức nhấn tới chỗ Hứa Thanh. Khí thế của ngón tay vô cùng hùng vĩ, cảm giác có thể hủy thiên diệt địa, càng ẩn chứa toàn bộ chiến lực cùng với vô số quy tắc pháp tắc, còn có cả đạo ngân của Tịch Đông Tử. Hư vô vặn vẹo, lấy thế bài sơn đảo hải ập thẳng đến phía Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đối mặt ngón tay đánh đến, hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng oanh vang lên, cản ngón tay cực lớn dừng ở trước người. Càng là ấn lên trên, âm thanh giặc giặc siêu việt sấm sét vang vọng ra. Ngón tay kinh khủng lại vặn vẹo từ trung gian, bị Hứa Thanh cứng rắn bẻ gãy. Sau một khắc, ngón thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chiếm cứ màn trời, lần lượt nhấn đến. Lúc trước Tịch Đông Tử đã từng dùng một chiêu này với Hứa Thanh, lúc ấy Hứa Thanh phải hao phí đại giới thật lớn. Triển khai toàn bộ thần thông mới miễn cưỡng ứng đối từng cái, nhưng cũng bị thương không nhẹ, còn phải xuất ra Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Nhưng hôm nay đã không giống trước. Đồng dạng thần thông, xử lý khác biệt, Hứa Thanh đi ra bước thứ tư. Theo âm thanh giặc giặc lần lượt truyền ra, cả bốn ngón tay nhấn đến đều không ngăn cản được thân ảnh Hứa Thanh chút nào, toàn bộ đều bị hắn giơ tay lên tách gãy ở ngay trước mặt. Đối mặt với một màn như thế, thần sắc của Tịch Đông Tử ngưng trọng, vừa lui về phía sau vừa bấm niệm pháp quyết. Sau khi năm ngón tay vặn vẹo, màn trời lập tức tối sầm lại, một cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời chụp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua bàn tay to lớn, hai mắt xuất hiện sương mù xám. Sương mù càng dần càng đậm, trong chớp mắt bay lên từ trên người hắn, tạo thành một cỗ trùng kích thẳng đến bàn tay. Song phương đụng chạm, tiếng nổ vang truyền ra, bàn tay nọ không cách nào hạ xuống, bị trùng kích đánh lui ra. Sau một khắc sương mù nhanh chóng ngưng tụ, lại hóa thành một cây đinh màu xám, trực tiếp xuyên suốt bàn tay, kéo nó về phía đại địa. Mặt đất chấn động mãnh liệt, bàn tay khổng lồ bị cây đinh màu xám cứng rắn ghim trên mặt đất. Mặc cho Tịch Đông Tử thi pháp như thế nào cũng đều không thể khiến cho bàn tay nọ vùng vẫy thoát ra. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tịch Đông Tử biến sắc, không nói một lời, nhấc chân đi ra bước thứ năm. Lúc xuất hiện đã ở trăm trượng phía trước Tịch Đông Tử. Tịch Đông Tử hô hấp dồn dập, toàn thân lập tức đỏ thẫm, từng đạo huyết ảnh bay ra từ trong cơ thể, vờn quanh bốn phía, hình thành huyết hồ. Và lại huyết ảnh trong đó không ngừng tan vỡ, khiến cho phạm vi huyết hồ liên tục tăng vọt, gào thét về phía Hứa Thanh. Còn bản thân gã thì bay nhanh lên không, thân sắc vặn vẹo ở giữa thiên địa, trong mắt sát ý mãnh liệt. Hai tay giơ lên chợt tản ra, lập tức có thêm càng nhiều máu tươi cùng với huyết ảnh từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Thời gian nháy mắt, bốn phía xuất hiện một cái huyết hải mênh mông, phạm vi kinh người, không nhìn thấy giới hạn, che đậy bầu trời khiến cho thiên địa đã thành huyết sắc. Chấn. Trong biển máu, hầu như không nhìn thấy thân ảnh của Tịch Đông Tử, gã gầm nhẹ một tiếng, hai tay hạ xuống, lập tức khiến mảnh huyết hải kinh khủng bốn phía cũng tùy theo chấn áp đại địa. Lúc trước, Hứa Thanh chính là bại dưới một chiêu này, bởi vì vượt ra khỏi quyền hành ngự huyết cực hạn của hắn, cho dù cuối cùng tháo chạy ra, nhưng thương thế vẫn rất nghiêm trọng. Bây giờ lần nữa trông thấy, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn hồng hải trên màn trời hạ xuống, giơ tay phải lên, cách không chảo một cái về mảnh huyết hải. Tu vi toàn thân Hứa Thanh hiện lên, thần nguyên chớp mắt khuếch tán bát phương,
chín đầu cửu lê càng thoát khỏi thân thể mà ra, gầm thét thiên địa. Khí thế ngập trời, bế nghễ nhân gian, quyền hành huyết của Hứa Thanh dưới gia trì cực lớn, lập tức vượt ra khỏi cực hạn lúc trước, tăng lên một cái cấp độ cao hơn. Huyết hải che khuất bầu trời lập tức bốc lên, rõ ràng tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn, đầu nguồn của vòng xoáy chính là bàn tay Hứa Thanh giơ lên. Huyết hải liên tục cuồn cuộn xoay tròn, không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay Hứa Thanh, bản thân càng dần càng nhỏ. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà giật mình, khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ đứng xem nổ vang. Cho đến cuối cùng, trong ánh mắt của mọi người, mảnh huyết hải mênh mông không nhìn thấy cuối cùng trên bầu trời, lại hóa thành một cái huyết cầu chuyển động trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Trong đó tràn ra hồng mang chói mắt, chiếu rọi thiên địa, nhìn qua có một loại cảm giác linh hồn bị đau đớn, tựa như có thể nghe thấy vô số tiếng kêu rên. Càng có khí tức khiến người ta kinh hãi xoay tròn ở bên trong, hiện ra không ổn định, dường như bất cứ lúc nào có thể bạo khai, hình thành hạo kiếp. Một màn này khiến cho trong đầu của Tịch Đông Tử như có sấm sét nổ vang, thân thể và tâm thần gã đồng thời run rẩy, không cách nào che giấu hoảng sợ trong lòng. Ngay thời điểm đó, Hứa Thanh búng ngón trỏ lên trên huyết cầu kinh khủng. Trong chốc lát, huyết cầu xuất hiện khí thế diệt sạch hết thảy lao ra, những nơi đi qua, hư vô bị kéo lê ăn mòn thành một đường vết máu, bầu trời như là bị xé rách, quét thẳng đến phía Tịch Đông Tử. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1985, thêm một roi nữa sẽ chết, 1. Huyết quang chiếu rọi, khiến cho màn trời biến thành hồng sắc, vết máu nhanh chóng khuếch tán, nháy mắt giống như cuốn lên một màn sân khấu, phủ lên hư không. Đại địa cũng là như thế, như là huyết ngục, mà đầu nguồn của tất cả chính là huyết cầu do Hứa Thanh áp xúc trọn cái huyết hải biến thành. Bên trong lộ ra không ổn định cùng với cuồng bạo và kinh khủng, càng ẩn chứa khí tức diệt sạch hết thảy. Toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt thấy một màn như vậy, từng người nhanh chóng rút lui, trái tim tăng tốc nhảy lên, thậm chí còn có cảm giác không khống chế nổi huyết dịch toàn thân. Con ngươi của Phàm Thế Song co rút lại, thật sự là Hứa Thanh và Tịch Đông Tử giao thủ đã thành một dạng áp chế tuyệt đối. Mặc kệ cách Hứa Thanh bẻ gãy ngón tay hay là khống chế ngược lại huyết hải, đều khiến gã ta ý thức được bản thân tuyệt không phải là đối thủ của Hứa Thanh. Thậm chí hắn không cần triển khai bất cứ thần thông chủ động nào. Phàm Thế Song nghĩ tới đây, tốc độ lui về phía sau càng nhanh hơn. Về phần người trong cuộc, giờ phút này Tịch Đông Tử đứng giữa không trung vẻ mặt đại biến, gã hiểu rõ thần thông của mình, cũng biết được uy lực của nó, cho nên lập tức cảm giác ra bên trong huyết cầu đang lao đến, lực sát thương đã vượt qua lúc trước. Thậm chí thiên địa hiện giờ càng như lồng giam, hồng sắc bao phủ bát phương khiến cho gã có một loại cảm giác không cách nào né tránh hay là chống cự. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, trong thời khắc sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cùng với bản năng khiến cho Tịch Đông Tử không chần chừ chút nào, trực tiếp mở to miệng phun về phía huyết cầu đang quét đến. Một đạo kim quang lập tức bay ra từ trong miệng gã, bay thẳng đến huyết cầu. Đồng thời thân thể của Tịch Đông Tử cũng mượn nhờ lúc này, lựa chọn tự mình phân giải, nháy mắt hóa thành vô số huyết ảnh, kích xạ tới bát phương. Mà kim quang bị gã phun ra ngay lập tức trở lên rực rỡ, tạo thành ánh sáng chói mắt. Hạch tâm là một chiếc nhẫn dùng xương màu vàng chế tạo, bên trên rất ít máu thịt, giống như đã bị cạo xuống, chỉ còn lưu lại một khuôn mặt. Khuôn mặt lộ ra bộ dáng hoảng sợ, phát ra tiếng kêu rên. Chủ tử, là ta là Tiểu Ngư đây, người một nhà. Chủ tử ta nhớ ngươi, đều do Tịch Đông Tử đáng giết ngàn đao. Chiếc nhẫn chính là ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh phong ấn Tịch Đông Tử hôm ấy, sau khi gã ta xông ra đã bắt giữ nó lại. Về sau bị Tịch Đông Tử tàn nhẫn luyện hóa, trở thành một chiếc nhẫn, bây giờ bị lấy ra để ngăn cản huyết cầu. Có lẽ là Hứa Thanh niệm tình cũ, cũng có lẽ lời nói của ngón tay thần linh đã đả động hắn, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, mặc dù huyết cầu vẫn đụng chạm và lại xuyên thấu qua chiếc nhẫn, nhưng không có tổn thương cho nó chút nào. Thậm chí một cái chớp mắt đụng chạm tới, còn toái diệt lạc ấn của Tịch Đông Tử trên chiếc nhẫn. Sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, ngón tay thần linh run rẩy, nhanh chóng bay tới gần Hứa Thanh. Vừa muốn nói gì đó nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Lão Tổ Kim Cương Tông đã xuất hiện ở phía trước nó. Dừng lại. Lão Tổ Kim Cương Tông nhàn nhạt mở miệng, từ trên cao nhìn xuống, Lão cảm thấy đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời mình.
dẫu sao cũng không phải khí linh nào cũng có thể hô lên hai chữ này đối với một thần linh. Mặc dù tâm thần của ngón tay thần linh có chút sôi trào, nhưng bây giờ nó cũng không dám tỏ ra lỗ mãng, chỉ có thể lộ ra ý nịnh nọt. Hứa Thanh không quan tâm tới cảm xúc của hai tên này, ánh mắt của hắn chú ý tới trên màn trời. Nhờ có ngón tay thần linh trì hoãn, Tịch Đông Tử đã phân giải ra thành vô số huyết ảnh, bây giờ đã bay tứ tán khắp nơi, có hơn phân nửa trốn đến chân trời. Cũng không hoàn toàn lao ra khỏi màn máu, mà là đứng ở nơi cuối cùng, riêng phần mình huyễn hóa ra thân ảnh Tịch Đông Tử. Dập dạp đông đúc, số lượng trên ngàn, đều là Tịch Đông Tử. Thần sắc của từng tên Tịch Đông Tử đều ngưng trọng, trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng, từ bát phương nhìn chằm chằm Hứa Thanh, đồng thời mở miệng truyền ra tiếng nói như là đạo âm. Tế Hiến, Tế Hiến, Tế Hiến. Hai chữ vang vọng thiên địa, hư vô không ngừng nổ vang, thình lình có năm tòa bí tàng huyết sắc xuất hiện ở trên không, như là năm tòa núi lửa cực lớn truyền ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Đây chính là bí tàng của Tịch Đông Tử hình thành lúc ở cảnh giới linh tàng. Mặc dù bây giờ tu vi của gã là quy hư, nhưng năm tòa bí tàng vẫn là căn cơ chống đỡ quy hư, bây giờ hiển nhiên gã đã bị bức bách đến cực hạn, không tiếc đại giới hiện chúng ra ngoài. Càng là sau hai chữ Tế Hiến vang vọng, tiếng gầm của thiên đạo từ bên trong năm tòa bí tàng huyết sắc khổng lồ truyền ra phóng lên trời, theo đó là năm tôn thân ảnh lao ra khỏi bí tàng. Một con huyết ma tám cánh tay, một con xích lân thao thế, một tấm da huyết sắc, một con mắt huyết sắc, một đạo ánh sáng đỏ thẫm. Đây chính là thiên đạo mà Tịch Đông Tử luyện hóa thu phục lúc ở cảnh giới linh tàng. Bây giờ sau khi xuất hiện, thực sự không phải là tới gần Hứa Thanh, mà riêng phần mình gầm thét, lộ ra ý kiên quyết, lại bay nhanh lên trên không, phá vỡ màn máu, đến cuối chân trời, hung hăng va chạm. Toàn bộ bầu trời đung đưa, tạo thành vòng xoáy cuộn mình về bốn phía, tia chớp huyết sắc ẩn nấp lần nữa xuất hiện chạy ở bên trong, khí thế kinh người. Mà ở giữa vòng xoáy xuất hiện một màn cảnh tượng. Trong cảnh tượng là một mảnh địa phương hư vô, bên trong thình lình có một con côn bằng cực lớn bị vô số xích sắt buộc chặt. Khí tức thiên đạo nồng đậm tràn ra từ trên người nó. Chính là thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ bị Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bắt lại. Cẩn thận nhìn có thể thấy mỗi một sợi xích sắt đều đâm thật sâu vào bên trong thân thể của nó, càng có một cây roi cực lớn vung vẩy không ngừng quất vào trên người nó, máu thịt mơ hồ. Trên cây roi tràn ngập vô số ấn ký, riêng phần mình lập lòe, mỗi một roi quất xuống đều có âm thanh thiên lôi xuất hiện, càng có tiếng kêu rên của thiên đạo viễn cổ truyền tới thế gian. Tiếng gào thét bao hàm đau khổ cực hạn, lộ ra ý muốn chết vang vọng trên nhân gian, tạo thành âm thanh siêu việt quy tắc và pháp tắc, tỏa khắp bát phương, khiến cho huyết cầu của Hứa Thanh cũng bị ngưng kết ở trên không trung. Chương 1986, thêm một roi nữa sẽ chết, 2. Đây không phải là lần đầu Hứa Thanh nhìn thấy vị thiên đạo viễn cổ này, nhưng cũng không giống lúc trước hắn thấy, Tịch Đông Tử không phải chỉ mượn nhờ âm thanh của thiên đạo tới hình thành trấn áp, gã là tế hiến thiên đạo của chính mình. Trong chớp mắt, năm tôn thiên đạo của gã bay thẳng đến hư vô, sau đó lại tự phân giải dung nhập vào trong cây roi, khiến cho cây roi nhiều hơn năm đạo ấn ký, uy lực cũng tăng lên một chút. Loại phân giải này là không thể nghịch chuyển, đại biểu Tịch Đông Tử vĩnh viễn mất đi năm tôn thiên đạo nọ, điều đó có ảnh hưởng tới tu vi cực lớn, muốn khôi phục cần trả đại giới kinh người. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước đánh một trận cùng Hứa Thanh, gã không hề tung ra chiêu này. Mà tế hiến như thế, tự nhiên cũng sẽ đổi lấy sức mạnh kinh thiên, trong thời gian ngắn xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ lại có một sợi buông ra. Theo lỗ hổng trên màn trời nhanh chóng rủ xuống dưới, bên trong âm thanh rầm rầm, rơi vào thế gian, quất vào bên trong phiến thiên địa của quỷ xa ám lâm. Cấp tốc vung vẩy, lấy một loại quy tắc không thể chống cự hay né tránh, bỗng nhiên quật tới phía Hứa Thanh. Oanh một tiếng. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, xích sắt trực tiếp đập qua trên người hắn, khiến thân thể hắn bị đẩy lui ra ngoài ngàn trượng. Lực lượng trong đó hóa thành vô số tia chớp màu đỏ chạy khắp toàn thân, vu giáp toàn lực ngăn cản. Dưới tia chớp màu đỏ kịch liệt rung động, chín đầu cửu lê biến ảo truyền ra tiếng gầm thét, hiện ra vết tích vỡ vụn. Linh hồn Hứa Thanh bị rung lắc, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, chỉ là thật sâu trong đó lại ẩn núp một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được sự kinh khủng của xích sắt, cùng với đó là khả năng phòng hộ của vu giáp đã nhận lấy toàn bộ thay hắn. Mà sau khi vu giáp cửu lê thừa nhận hết thảy, nhìn như muốn vỡ vụn, nhưng trên thực tế Hứa Thanh rõ ràng cảm ứng được. Cửu lê lại có dấu hiệu sớm dung hợp, tựa như bên trong xích sắt tồn tại một tia bản nguyên thuộc về tổ vu, mượn nhờ một quất này dung nhập đến.
mà trong sự phán đoán lúc trước của Hứa Thanh, chín đầu cửu lê không phải là hình thái chân chính của Huyền Thiên Tổ Vu. Cần hắn đột phá tu vi đến quy hư mới có thể hợp nhất chín đầu, hiện ra hình thái Tổ Vu chân chính. Xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ, lại có hiệu quả như thế. Hứa Thanh động tâm, nhìn qua địa phương hư vô trói chặt thiên đạo, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một suy đoán. Tuyệt thần đại trận năm đó, Hứa Thanh nheo mắt lại, không tiếp tục suy tư nữa. Chú ý tới xích sắt rủ xuống đang co lại và xuất hiện dấu hiệu tan biến, hắn lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng là chấn động, cố ý hiển lộ hình thái thần linh xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, hình thành một bộ dạng miễn cưỡng thừa nhận, không cách nào đối kháng roi thứ hai quật tới. Trên bầu trời, bởi vì thiếu sót tin tức, mặc kệ Tịch Đông Tử nghĩ thế nào cũng sẽ không đoán trước hiệu dụng của xích sắt đối với cửu lê. Cho nên mắt thấy bộ dáng của Hứa Thanh bây giờ, gã đâm lao phải theo lao, trên mặt của mỗi một đạo thân ảnh đều lộ ra điên cuồng. Tế hiến, lần này gã tế hiến chính là sinh cơ của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thân hình của Tịch Đông Tử nhanh chóng héo rũ, từ bộ dáng thanh niên trực tiếp hóa thành lão giả, thậm chí hơn phân nửa thân ảnh đã thành là tro bụi. Mà sinh cơ nồng đậm như thế, sau khi tiến vào hư vô rốt cuộc cũng đã gọi tới sợi xích sắt thứ hai. Trong chốc lát, sợi xích sắt thứ hai rủ xuống, dấy lên lực lượng ngập trời, hung hăng quất tới Hứa Thanh thoạt nhì không chịu nổi một kích. Ầm, Hứa Thanh phun ra ba ngụm máu tươi, hình thái thần linh trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Thậm chí còn lộ ra một chút xương cốt trên người, mà vu giáp cửu lê càng là vỡ vụn hơn phân nửa, miễn cưỡng còn treo ở trên người. Một bộ dạng bị thương rất nặng, giống như chỉ cần thừa nhận roi thứ ba thì hẳn phải chết. Hứa Thanh liều mạng bỏ chạy về xa xa, đồng thời cũng có một loại cảm giác nguy hiểm tràn ra từ trên người hắn, kiểu như ta còn chừa đòn sát thủ. Điều này khiến cho Tịch Đông Tử tính cách cẩn thận không dám tới gần, nhưng đã giao chiến đến tình trạng như thế, gã đã bỏ ra rất nhiều, nếu như không hoàn toàn chém giết được Hứa Thanh, hậu hoạn vô cùng. Vì vậy Tịch Đông Tử hung hăng nghiến răng, sinh mệnh chỉ có một lần, gã không muốn sau khi mạo hiểm sinh cơ cùng với thiên đạo lại từ bỏ, chỉ cần mình sống sót, đều có thể thu hoạch lại. Cho nên trong mắt gã lộ ra quyết đoán lần nữa mở miệng. Tế hiến, lần này gã tế hiến đến tu vi. Trong tích tắc, tu vi quy hư trên người gã bộc phát, bị gã luyện hóa toàn bộ, tất cả quy tắc mà gã cảm ngộ đều hóa thành sao băng, bay thẳng đến địa phương trói buộc thiên đạo. Sau khi phân giải ở đó, sợi xích sắt thứ ba như gã mong muốn, buông xuống. Chết! Tịch Đông Tử gầm nhẹ, xích sắt cuồng thét, quất vào trên người Hứa Thanh. Trước lúc quất, Hứa Thanh vốn biểu hiện bị thương rất nặng, mà sau khi quất, dù hắn phun ra thêm mấy ngụm máu tươi, xương cốt cũng lộ ra nhiều hơn, vu giáp vỡ vụn cũng là như thế. Nhưng, vẫn là bộ dáng bị thương rất nặng, vẫn tạo cảm giác chỉ cần nhận thêm một roi thứ tư sẽ chết. Thân thể Tịch Đông Tử run lên, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn, gã không biết tại sao Hứa Thanh vẫn không chết. Nhưng đã đến bước này, dù không biết được duyên cớ, gã vẫn nhìn ra manh mối, có gì đó sai sai. Vì vậy đám thân ảnh còn lại của Tịch Đông Tử nháy mắt dung hợp, trở thành một thân thể, sau đó đè xuống tâm tình trong lòng, bỗng nhiên bỏ chạy thật xa. Mà ngay khi Tịch Đông Tử lập tức trốn đi xa, Hứa Thanh bộ dáng vô cùng thê thảm ngẩng đầu lên, lông mi nhăn lại. Dưới sự vô tình trợ giúp của Tịch Đông Tử, hắn đã thành công dung hợp một nửa hình thái cửu lê, còn thiếu một nửa nữa là có thể hoàn toàn hợp nhất, thể hiện ra hình dạng Tổ Vu. Nhưng đối phương lại không đánh nữa. Phế vật! Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, toàn bộ thương thế trên thân thể lập tức khôi phục, thậm chí bởi vì cửu lê dung hợp một nửa, khí tức càng kinh khủng hơn so với trước, cất bước đi đến chỗ Tịch Đông Tử. Vậy thì một nửa còn lại, lấy trấn áp ngươi đến giải quyết là tốt rồi. Tịch Đông Tử chạy xa cảm thụ thấy hết thảy, nội tâm bộc phát đủ loại cảm xúc, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1987, trấn áp trong vu tàng, 1. Dựa vào cái gì? Giờ khắc này, áp lực, phẫn nộ, khó hiểu, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc tiêu cực trong nội tâm của Tịch Đông Tử không cách nào bị đè xuống, bốc lên tràn ngập tâm thần. Gã không thể giải thích vì sao bản thân tế hiến cực lớn mới đổi lấy xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ đánh xuống, vốn phải có uy lực kinh thiên động địa mới đúng. Mà gã cũng không phải tộc nhân Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đầu tiên triệu hồi xích sắt hiện ra trên thế gian.
Trên thực tế, phương pháp hiến tế mượn lực lượng xích sắt vốn là một loại thuật đặc thù của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Chỉ là bởi vì đại giới thi triển quá lớn, nhất định phải hiến tế đầy đủ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, rất ít người lựa chọn vận dụng. Và lại xích sắt gọi tới cũng không phải là chân chính, chỉ là hình chiếu. Mặc dù như thế, nhưng mỗi một lần thần thông thuộc riêng về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này xuất hiện ở trên thế gian, từ trước cho tới giờ đều hiệu quả tột cùng. Ngoại tộc có thể chống cự lại một chiêu này, Phượng Mao Lân Giác. Nhưng hôm nay, hình chiếu xích sắt do gã thông qua hiến tế đổi lấy, dưới ba lần quất, chẳng những không có đánh chết Hứa Thanh, thậm chí còn tạo thành tăng cường cực lớn đối với đối phương. Việc này khiến cho nội tâm của Tịch Đông Tử vô cùng nghẹn khuất. Nhất là khi nhìn bộ dạng cùng với khí tức của Hứa Thanh bây giờ, rất rõ ràng đã vượt hơn vừa rồi. Việc này rất quỷ dị, không có trong nhận thức của gã, cho nên gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cỗ cảm giác mờ mịt. Gã không rõ tại sao lại như thế. Vì vậy, cảm giác sau khi mình liều mạng hết thảy, hy sinh thiên đạo, sinh cơ cùng với tu vi, nhưng lại thành làm giá, y cho đối phương, khiến cho lồng ngực của Tịch Đông Tử kịch liệt đau nhức, lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Mà câu nói của Hứa Thanh càng khiến cho hai mắt của Tịch Đông Tử đỏ thẫm, thời khắc này sát ý dĩ nhiên đã vượt ra khỏi ý chí muốn sống. Gã biết rõ mình nhất định là không chạy thoát được, trừ phi là thần linh đích thân đến, nếu không khả năng sống sót của gã là cực kỳ nhỏ bé. Mà thân là đại thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, gã tất nhiên hiểu rõ đối với thần linh, cũng biết đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại săn bắn chính là vì dưỡng cổ, làm sao có thể xuất hiện sự tình cứu viện. Thần linh cao cao tại thượng, không có cảm tình. Cho nên ở trong săn bắn, sinh cũng tốt mà tử cũng được, đều phải dựa vào bản thân tranh thủ. Nếu đã như vậy, Tịch Đông Tử cười thảm một tiếng, gã dứt khoát không bỏ chạy nữa mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong vẻ mặt lộ ra điên cuồng, theo gã hung hăng nghiến răng, bỗng nhiên bộc phát. Âm thanh oanh oanh vang vọng, một cỗ khí tức nguy hiểm bay lên từ trên người Tịch Đông Tử. Nương theo đó là chấn động kinh khủng với khí thế to lớn, lấy gã làm trung tâm tràn ra khắp bát phương. Hết thảy đầu nguồn biến hóa, đến từ thức hải của gã. Lúc này 96 tấm thần bài tồn tại trong thức hải của gã đồng loạt rung động lắc lư, bên trên hiện ra gương mặt những thần linh đã tử vong, phát ra tiếng gào thét tới từ minh giới. Truyền tới nhân gian hình thành vòng xoáy cực lớn, âm âm chuyển động bốn phía quanh Tịch Đông Tử. Càng lúc càng lớn, lực lượng dẫn dắt cũng càng dần càng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, màn trời cũng từ màu đỏ biến thành lờ mờ, đại địa mơ hồ giống như đã thành một mảnh tăm tối. Toàn bộ thế giới tựa như lâm vào âm minh, từng trận lẩm bẩm cổ xưa vang vọng bên trong u ám. Mà ở trung tâm của vòng xoáy, khí tức nguy hiểm trên người Tịch Đông Tử càng dần càng mạnh, thời gian nháy mắt, thân thể gã truyền ra âm thanh ken két. Đã bắt đầu tan vỡ, hình như nhục thể của gã cũng không chịu nổi loại bộc phát đó. Nhưng gã không quan tâm, hiến tế thiên đạo, sinh cơ, tu vi, gã còn có linh hồn. Giờ phút này, phần chân hồn thuộc về Tịch Đông Tử giấu ở bên trong 90 tấm thần bài chợt lập lòe. Ngay khi Tịch Đông Tử gầm nhẹ một tiếng, chân hồn lập tức tự động tan vỡ, hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, ảnh hưởng đến tất cả thần bài. Chân hồn là hạch tâm của thức hải gã, hồn toái diệt, có thể ảnh hưởng toàn bộ. Vì vậy dưới sự kích thích của nó, những thần bài vốn đang chấn động, giờ phút này càng chấn động kịch liệt hơn. Trong nháy mắt tiếp theo lại riêng phần mình tràn ra kim mang thần thánh, từ trong thân thể tàn phá của Tịch Đông Tử xuyên thấu mà ra, từng đạo chiếu vào bầu trời. Từ xa nhìn lại, trong trời đất lờ mờ, tổng cộng 95 đạo kim quang giao thoa giữa không trung, lại biến ảo thành 95 tấm thần bài cực lớn. Chúng nó trôi nổi bát phương, tản ra lực lượng diệt sạch, tiếp theo tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một gương mặt nhắm mắt cực lớn. Gương mặt này xấu xí, không có ngũ quan người rõ ràng, mà giống như côn trùng, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, thân thể của Tịch Đông Tử cũng ở trong một cái chớp mắt tới trạng thái dầu hết đèn tắt, trước khi tan thành mây khói, gã nhìn Hứa Thanh một lần cuối cùng, nhếch miệng nhe răng cười. Ta chờ ngươi ở âm minh. Nói xong, hết thảy mọi thứ của gã đều tiêu tán. Nơi đó chỉ có một gương mặt cực lớn hiện ra trên màn trời. Hai mắt hơi động một chút, sau đó bỗng nhiên mở ra. Hư vô thổi ra một cơn gió cổ xưa, cuốn theo mục nát cùng với tử vong tới thế gian. Bay về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh biến sắc, toàn thân cao thấp lập tức liền xuất hiện phản ứng dị hóa. Nhưng Hứa Thanh bây giờ đã không còn giống năm đó, nhiều lần đối mặt với thần linh khiến cho hắn có được kháng tính nhất định,
đồng thời bốn tầng hình thái thần linh cũng xem như là tồn tại thần linh. Cho nên trên việc đối kháng với khí tức thần linh khác ảnh hưởng, hắn cũng có phương pháp của bản thân. Sau một khắc, theo Hứa Thanh nhoáng một cái, tất cả bộ dị hóa trên vị thân thể của hắn thế mà lại tự thiêu đốt, cuối cùng phân giải hóa thành hồn ti. Chương 1988, Trấn áp trong Vu Tàng 2. Tiếp đó Hứa Thanh ngẩng đầu, quan sát gương mặt cực lớn trên bầu trời, trong mắt lộ ra quang mang âm u. Mà hắn quan sát giống như đã phạm vào tội không tôn trọng, kinh nhờn dẫn tới sự tức giận của thần linh, vì vậy gương mặt nọ mở to miệng, chợt khẽ hấp về phía hắn. Thiên địa sụp xuống, hư vô nổ tung, một cỗ hấp lực cực lớn từ bát phương dựng lên, bao phủ Hứa Thanh. Dưới cỗ hấp lực này, thân thể Hứa Thanh không bị khống chế bay nhanh tới gần gương mặt to lớn, như muốn bị cắn nuốt. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Tịch Đông Tử. Hy sinh hồn chính mình, đổi lấy thần bài có được trình độ khôi phục nhất định, dùng cái này. Đồng quy vu tận cùng Hứa Thanh, đây là biện pháp duy nhất gã có thể nghĩ đến. Thần linh chắc chắn sẽ không tới cứu viện gã, dù chết cũng vậy. Nhưng nếu là ở một khắc tử vong, gã thể hiện ra giá trị cùng với quyết tâm của bản thân, như vậy cũng không phải là không thể khiến thần linh thỏa mãn, tương lai sẽ được phục sinh. Mà thần linh có thỏa mãn hay không thì chẳng ai biết được, nhưng mà thần thái lộ ra trong đáy mắt của Hứa Thanh chính là thỏa mãn. Bởi vì tất cả mọi thứ diễn ra đều đúng như ý muốn của hắn. Sau khi đánh một trận cùng Tịch Đông Tử mấy tháng trước, hắn biết được sự quỷ dị trong thức hải của đối phương, dưới tỉnh Trung Lao Nguyệt, hơn 90 thần bài của thần linh tử vong hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Lúc ấy hắn không biết tại sao, nhưng sau khi hiểu rõ nội dung mảnh vỡ ký ức của Cửu Lê, thấy được lịch sử lúc trước, hắn đã rõ ràng lai lịch của những tấm thần bài đó. Đó chính là đám thần linh tử vong trong khi giao chiến cùng Tổ Vu lúc trước. Dù đã vẫn lạc, không còn uy thế khi còn sống, nhưng nếu như có thể xuất hiện ở trong thức hải của Tịch Đông Tử, hóa thành nội tình để Tịch Đông Tử cường hãn, như vậy Hứa Thanh cảm thấy có lẽ cũng có thể thả đặt ở bên trong vu tàng của mình, trở thành chất dinh dưỡng của vu. Điều kiện tiên quyết là những thứ thần bài đó được thúc đẩy thức tỉnh. Ví dụ như hiện tại, thần linh tử vong biến thành thần bài cũng chỉ như bài vị ghi danh mà thôi, cuối cùng đều đã vẫn lạc. Nếu như thật sự là 95 tôn thần linh, tất nhiên Hứa Thanh không bằng đối phương, sợ là liếc mắt nhìn thôi hắn đã sụp đổ. Nhưng bây giờ đối diện với mấy thần bài sau khi thần tử vong, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể thử trấn áp. Vì vậy ngay khi tới gần gương mặt cực lớn, tử nguyệt sau lưng hắn bỗng phát ra ánh sáng tím ngập trời, vô số tiếng rù rì, đối kháng gương mặt cực lớn phía trước. Đồng thời hồn ti tạo thành hình thái thần linh thứ tư chợt nhúc nhích, theo Hứa Thanh giơ tay phải lên, chợt khuếch tán ra phía ngoài. Tạo thành một biển hồn ti lớn hơn cả gương mặt nọ, ngăn cản ở giữa Hứa Thanh cùng gương mặt. Hấp lực dừng lại, hai mắt Hứa Thanh chớp động quang mang âm u, giơ tay phải lên, sờ tới biển hồn ti ngăn cản ở trước mặt. Biển hồn ti lập tức nổ vang, sóng cả vạn trượng, mãnh liệt tột cùng, lấy thế bao trùm vây quanh phóng tới gương mặt lớn. Trực tiếp liền vờn quanh bốn phía rồi nhanh chóng co rút lại, muốn trấn áp gương mặt lớn ở bên trong. Trong mắt của gương mặt lớn vô thần, một mảnh tĩnh mịch, nhưng cái miệng mở ra không còn là hấp khí nữa, mà phun ra một mảnh sương mù màu vàng về biển hồn ti. Sương mù lập tức đụng chạm cùng biển hồn ti, một loại ăn mòn mãnh liệt hiện ra, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được từng đạo hồn ti đang tan biến. Cùng lúc đó, ngũ quan mơ hồ trên gương mặt xuất hiện hư ảnh trùng lặp, như muốn mượn cơ hội thoát khỏi biển hồn ti ràng buộc. Từ trong đó càng là tràn ra 95 đạo trùm ánh sáng màu vàng, như là 95 cây trường mâu bay thẳng đến bốn phương, những nơi đi qua xuyên thủng tất cả, hồn ti cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng tất nhiên Hứa Thanh sẽ không để cho gương mặt được như ý nguyện, giờ phút này hắn giơ tay lên chảo một cái. Huyết cầu lúc trước bởi vì thiên đạo viễn cổ xuất hiện dừng lại ở giữa không trung nháy mắt đã đến, lập tức ầm ầm khuếch tán, hình thành huyết hải bao phủ ở bên ngoài. Phối hợp cùng hồn ti tạo thành song trọng vây quanh, cùng nhau co rút lại để trấn áp gương mặt lớn. Đồng thời hắn hít sâu, nhảy lên khoanh chân ngồi ở phía trên không trung, hai tay đặt ở trước đầu gối, trán cụp xuống, vòng tròn vu ấn ở trên mi tâm hơi lập lòe, đáy lòng lặng lẽ hô hoán, Tổ Vu. Vu giáp cửu lê trên người hắn lập tức rung động, vô tận sương mù xám từ trong điên cuồng khuếch tán ra ngoài, nháy mắt bao phủ Hứa Thanh, lan tràn bát phương, bao phủ một phạm vi to lớn. Mặc dù thân hình của Hứa Thanh bị dìm ngập trong sương mù xám, nhưng theo sương mù bốc lên,
thậm chí có một tòa thân ảnh vô cùng hùng vĩ như ẩn, như hiện ở trong sương mù. Thân ảnh này năm đó thủ hộ tộc quần vạn năm ở ngoài tuyệt thần đại trận, cho đến về sau. Đã trở thành bụi bặm trong lịch sử, ít có người nhớ được. Nhưng hôm nay, nó lại lần nữa xuất hiện, chính là hình thái chân chính của Tổ Vu Huyền Thiên Đại Vu. Nương theo thân ảnh Tổ Vu xuất hiện là khí thế kinh thiên động địa, dung chuyển sơn hải đại vực, khiến cho thiên địa của vực này oanh oanh, vô số hung thú kêu rên, huyết mạch vô số tu sĩ cũng đều bị ảnh hưởng, dâng lên cảm giác cúng bái. Nhưng có chút tiếc nuối chính là, cuối cùng thân ảnh hùng vĩ đó vẫn còn mơ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác mới chỉ tạo thành một nửa. Nhưng mà uy lực của nó vẫn là tuyệt luân, sau khi xuất hiện hung hăng chúi xuống gương mặt lớn bị Hứa Thanh vây khốn. Gương mặt lớn oanh một tiếng tán loạn ra, lại hóa thành 95 tấm thần bài, đang muốn lần nữa tổ hợp, nhưng đã chậm. 100 vạn hồn ti, 10 vạn dặm huyết hải, cùng với một nửa hình thái Tổ Vu liên hợp cùng một chỗ, hình thành tuyệt áp. Dưới âm thanh oanh oanh, sương mù màu xám cũng bao trùm tới, nhìn từ xa như là hóa thành nhất thể cùng với thân ảnh nọ. Cho đến một lát sau, sương mù tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh khoanh chân xuất hiện ở không trung. Đã không thấy gương mặt lớn nữa, nó xuất hiện ở trong thức hải của Hứa Thanh, bị trấn áp bên dưới tòa vu tàng thứ 5. Trở thành chất dinh dưỡng khổng lồ để mở ra hình thái Tổ Vu. Chú thích, hiện tại theo thông tin mình biết được là tác giả Nhĩ Căn đang ở bệnh viện, suốt thời gian qua sức khỏe của tác giả không tốt nhưng cố gắng duy trì. Hiện tại vừa phẫu thuật xong ở Nhật Bản. Hết chú thích. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1989, người cuối cùng, 1. Bầu trời xuất hiện gợn sóng như nếp nhăn, theo từng tầng sương mù lan tràn về bốn phương, thật lâu không tiêu tan. Từ xa nhìn lại, những nếp nhăn giống như vảy cá, tựa như có một con cá lớn ở giữa chân thật cùng hư ảo, lấy trời là nước, lấy hư ảo là giới, chậm rãi di chuyển trong hư vô, tạo cho người ta có một cảm giác vô cùng chấn động. Mà thân ảnh tóc dài phấp phới tràn ra khí tức vạn cổ, ngồi khoanh chân ở phía trước con cá lớn hư ảo, đã trở thành tâm điểm của mảnh thiên địa này. Hứa Thanh nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Ngoài thân thể của hắn, nửa tôn thân ảnh Tổ Vu mơ hồ cũng dần dần dung nhập vào bên trong màn trời, theo cá lớn bơi đi phảng phất giống như đang đi xa. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh, tâm thần của toàn bộ tu sĩ ở đây đều kịch liệt bốc lên, tràn ngập vô tận hoảng sợ. Bọn họ tận mắt chứng nhận trận đấu pháp này, chứng kiến Tịch Đông Tử thiên tài xếp hạng thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vẫn lạc. Một loại run rẩy không cách nào khống chế lan tràn toàn thân. Từ một khắc Hứa Thanh xuất hiện, đến quỷ sa quỳ bái và rừng rậm tự động phân tán, bọn họ đã biết sự cường hãn của Hứa Thanh, nhưng bất luận như thế nào, trong ấn tượng của bọn họ Tịch Đông Tử vẫn là một cường giả. Nhưng trong trận chiến cùng với Hứa Thanh, từ đầu tới đuôi, tất cả thủ đoạn của Tịch Đông Tử đều không có bất cứ tác dụng gì với Hứa Thanh. Một mực bị áp chế, thậm chí làm cho người ta có một loại ảo giác, giống như Tịch Đông Tử đã trở nên yếu hơn so với trước kia. Nhưng ảo giác cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác. Tịch Đông Tử không hề suy yếu, bọn họ có cảm thụ như thế là bởi vì đối thủ của gã quá mạnh mẽ. Mà nếu chỉ riêng việc Tịch Đông Tử thất bại, mặc dù cũng khiến cho bọn họ hoảng sợ, nhưng chấn động trong lòng vẫn sẽ có hạn. Không thể nào lớn như hiện giờ, khiến cho tâm thần bọn họ chìm vào trong vô tận rung động. Thứ chân chính để cho bọn họ chấn động là sương mù xám mỏng manh ở bốn phía, cùng với thân ảnh mơ hồ sắp tản đi ở sau lưng Hứa Thanh. Đây mới là đầu nguồn khiến cho nội tâm của bọn họ dấy lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì bọn họ nhận ra sương mù xám là từ cửu lê. Về phần thân ảnh nọ, mặc dù bọn họ không biết, nhưng cảm ứng từ trong huyết mạch lại hiện ra nỗi thân thiết không cách nào hình dung. Như là cội nguồn, thời khắc cảm giác đó đang nồng đậm, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa chậm rãi mở hai mắt. Một khắc mở ra, vu ấn trên mi tâm bỗng nhiên lập lòe, cảm giác hoang cổ của nửa tôn thân ảnh Tổ Vu phía sau càng thêm mạnh mẽ. Cảm giác cung bái đến từ trong bản năng, huyết mạch và linh hồn, khiến cho thân thể của hết thảy tu sĩ nơi đây đều đang run rẩy. Phàm thế xong như thế, thiên mặc tử cũng như vậy. Những con quỷ sa vốn đang nằm dạp xuống càng truyền ra tiếng kêu như thút thít nỉ non. Tiếng kêu vang vọng truyền khắp bát phương, khiến cho thiên địa tràn ngập cảm giác thương tiếc khó tả. Phủ lên cảm xúc của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ nhìn qua tôn thân ảnh kia, nội tâm tương tự dâng lên nồng đậm bi ai.
đó là một loại thương xót đến từ linh hồn và huyết mạch. Dưới cảm giác đó, chúng tu trên đại địa có người trực tiếp quỳ bái Hứa Thanh cùng với thân ảnh phía sau màn trời. Thiên Mặc Tử tương tự như thế, những người khác lần lượt như vậy. Cuối cùng là phàm thế xong, coi như là gã cũng không cách nào khống chế từng trận rung động trong nội tâm, kính sợ cúi đầu cúng bái. Thậm chí ở phía trước Hứa Thanh, ba con quỷ sa tu vi uẩn thần tràn ra chấn động cổ xưa cũng hiện ra, không còn nhìn kỹ như lúc trước, mà cúi đầu càng sâu hơn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua tất cả mọi thứ, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao lại có truyền thuyết người thu phục cửu lê sẽ được hết thảy tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên cúng bái. Bởi vì, đó là đầu nguồn của huyết mạch. Đáng tiếc, chỉ mới dung hợp một nửa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, cảm giác tòa vu tàng thứ năm của mình. Giờ phút này dưới phần đại địa hắn dùng máu thịt của mình đắp nặn, chôn 95 khối thần bài bị máu thịt, bao phủ, bị sương mù xám tràn ngập, không ngừng ăn mòn. Mà giữa không trung của tòa vu tàng, phía trên 9 ngọn núi, hư vô nguyên bản trống trải bây giờ nhiều hơn một con quái vật khổng lồ. Chính là nửa tôn thân ảnh tổ vu, nó khoanh chân trôi nổi, toàn thân tràn ra khí tức to lớn kinh thiên động địa và lại rõ ràng có đủ sinh mệnh và đang thổ nạp. Mỗi một lần nạp khí đều khiến cho tòa vu tàng thứ 5 xuất hiện cảm giác co rút lại, càng là khiến bên trong 95 tấm thần bia bị chôn dưới đại địa máu thịt tràn ra từng sợi khói lửa màu vàng, bay thẳng đến bầu trời, bị tổ vu nuốt vào. Chúng nó như chất dinh dưỡng, từng giây từng phút cung cấp hết thảy nhu cầu dung hợp đối với tòa vu tàng thứ 5. Sau đó trong lúc thân ảnh tổ vu thổ tức, vu tàng sẽ chấn động mãnh liệt, xuất hiện dấu hiệu khuếch trương ra phía ngoài. Tất cả giống như đã trở thành một vòng tuần hoàn. Theo những tấm thần bài đến, theo thân ảnh tổ vu xuất hiện, tòa vu tàng thứ 5 dường như đang sống. Hứa Thanh nhìn qua toàn bộ, cuối cùng nhìn tới nửa tôn thân ảnh tổ vu, trong lòng dâng lên chờ mong. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong lúc bốn phương cúng bái ở giữa thiên địa, đứng lên. Một khắc Hứa Thanh đứng dậy, một mảnh chấn động từ phương xa truyền đến, từng trận chấn động truyền tống cũng theo đó khuếch tán, chấn động truyền tống đến từ toàn bộ Sơn Hải Đại Vực. Đó là dấu hiệu khâu thứ 2 sắp kết thúc. Hứa Thanh giật mình, sau khi suy nghĩ một chút, đi tới biên giới chân trời xa xa. Cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn tan biến khỏi nơi đây, rừng rậm dưới đất khôi phục, quỷ sa không còn kêu rên, lại trở về vị trí cũ. Chương 1990, người cuối cùng, 2. Về phần những tu sĩ nọ, sắc mặt từng người đều trắng bệch, nội tâm riêng phần mình vang vọng, mang theo phức tạp và chấn động, không có lưu lại nơi đây mà nhao nhao rời đi. Bọn họ phải nắm chặt thời gian đi thu được tọa kỵ. Bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ chấn động đến từ Sơn Hải Đại Vực vừa rồi đại biểu cho điều gì. Người rời khỏi cuối cùng là Thiên Mặc Tử cùng Phàm Thế Song. Hai người nhìn nhau một cái, Thiên Mặc Tử hất cằm lên, bày ra thái độ thong dong, gác tay đi xa. Cuối cùng, chỉ có một mình Phàm Thế Song đứng trên không trung. Cửu Lê, hiện thế, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có. Một lát sau Phàm Thế Song hít sâu, đè xuống chấn động trong mắt và quay người rời đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, khi khâu thứ 2 còn 2 ngày nữa là kết thúc, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở một mảnh địa phương lạ lẫm. Nơi đây, tên là rừng rậm Sơn Si, cũng là nơi Hứa Thanh và đội trưởng ước định. Hứa Thanh đứng ở trên không trung, chú ý đến rừng rậm phía trước. Hắn cảm nhận được khí tức của đội trưởng ở trong đây, nhưng không có phát hiện thân ảnh của y, coi như là ngọc giản truyền âm, cũng không có đáp lại. Có dấu vết đấu pháp, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ đi vào rừng rậm, theo hắn cất bước, hết thảy cây cối phía trước đều xoay người, chủ động tản ra một con đường. Thân sắc của Hứa Thanh như thường, đi thẳng tới phía trước, cho đến một lát sau hắn dừng lại nhìn qua thân cây bên cạnh. Trên cây tràn ra khí lạnh, tồn tại khí tức bị băng hàn ảnh hưởng đến, hàn khí của đại sư huynh. Hứa Thanh đi đến ngóng nhìn, dứt khoát giơ tay lên đặt ở phía trên, khí tức cửu lê trong cơ thể chợt tản ra phía ngoài, theo thần thức của hắn bao phủ bát phương. Mở ra trí nhớ của các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, ký ức đến từ tất cả cỏ cây trong mảnh rừng rậm Sơn Si hóa thành từng sợi tơ, đan dệt lại với nhau, lần lượt tạo thành từng đám võng ký ức. Sau khi giao thoa trùng lặp, hiện ra cảnh tượng ở trong đầu Hứa Thanh. Trong cảnh tượng, hắn thấy thân ảnh của đội trưởng cùng với người truy sát phía sau, cũng nhìn thấy hai người bọn họ quần chiến trong rừng rậm Sơn Si, cùng với một chút thủ đoạn của riêng từng người. Cho đến cuối cùng, đội trưởng đi xa rời khỏi mảnh rừng rậm Sơn Si,
tên tu sĩ đuổi giết y tràn ra toàn thân sát khí và cố chấp, truy đuổi theo. Hứa Thanh mở mắt ra, trong lòng bình tĩnh. Thật ra hắn cũng không lo lắng cho đội trưởng. Tuy rằng hắn đã phân biệt nhận ra người truy sát là đại thiên kiêu đứng đầu của Viêm Nguyệt, Viêm Huyền Tử. Nhưng mà, đại sư huynh có thể dây dưa cùng đối phương ở đây lâu như vậy lại không bị giết chết, nghĩ đến chắc chắn không chết được. Và lại nhìn vẻ mặt hận thấu xương của Viêm Huyền Tử đối với đại sư huynh, hẳn là bị tổn thất rất nặng. Hứa Thanh trầm ngâm, tính toán thời gian một cái, biết rõ cách thời gian khâu thứ hai kết thúc đã sắp đến. Nhất là mấy ngày nay, hắn có thể cảm ứng được trận pháp của toàn bộ Sơn Hải Đại Vực xuất hiện dấu hiệu mở ra, thi thoảng còn có chấn động khuếch tán. Lâu nhất 2 ngày, Hứa Thanh thì thào. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với khâu thứ hai trước khi đến, một khi truyền tống mở ra, toàn bộ người tham dự ở đây đều sẽ lập tức bị truyền tống ra bên ngoài. Đội trưởng có thể có biện pháp cùng nhau truyền tống đi vào, nhất định có biện pháp cùng nhau truyền ra ngoài, cho nên mấy ngày sau y cũng sẽ đi ra ngoài. Hứa Thanh an tâm, nhưng mà cân nhắc đến tình nghĩa cùng đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy trong 2 ngày cũng có thể đi tìm một chút. Cho nên hắn cất bước đi tới không trung, một đường tiến về phía trước để truy tìm. Một khi dấu vết khí tức của đội trưởng tan biến, hắn lại dựa vào khí tức của Cửu Lê, tản ra thần thức cảm giác ký ức của rừng rậm, sau khi biết được phương hướng mới lại tiếp tục đi đến. Nhưng đáng tiếc, thời gian còn lại có hạn, cuối cùng Hứa Thanh tìm kiếm 2 ngày vẫn không tìm được. Mà trong 2 ngày này, chấn động truyền tống đến từ Sơn Hải Đại Vực cũng càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí có một lần địa phương cách Hứa Thanh xa xa. Có tu sĩ Viêm Nguyệt đang bay nhanh ở phía chân trời, thân thể lập tức tan biến, bị truyền tống rời đi. Đã bắt đầu, Hứa Thanh dừng lại cảm giác Sơn Hải Đại Vực, tìm một ngọn núi khoanh, chân ngồi ở phía trên, chờ đợi truyền tống đến. Theo thời gian dần trôi qua, trong Sơn Hải Đại Vực truyền ra âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc vang vọng, như thần linh gào thét, khuếch tán bát phương. Gợn sóng truyền tống cũng hiện ra bên trong Sơn Hải Đại Vực, vô hình khuếch tán như một luồng sóng lớn quét sạch thiên địa. Mà người bị truyền tống đi đầu tiên là những tu sĩ không thu được tọa kỵ, tiếp theo dựa theo trình độ thu được tọa kỵ mạnh yếu, liên tục tiến hành truyền tống. Vì vậy nếu có thể đứng trên một độ cao có thể nhìn xuống toàn bộ Sơn Hải Đại Vực, sẽ có thể thấy dưới sóng lớn truyền tống. Từng đạo thân ảnh tu sĩ lập lòe truyền tống, nhao nhao tan biến, duy chỉ có một người dù cho sóng lớn truyền tống có quét qua như thế nào, vẫn thủy chung tồn tại. Mà theo toàn bộ người tham dự trong Sơn Hải Đại Vực liên tục tiêu tán, thân ảnh đó vẫn không bị ảnh hưởng đến chút nào như trước. Cho đến trôi qua mấy canh giờ, toàn bộ Sơn Hải Đại Vực chỉ còn lại một mình hắn không bị truyền tống đi. Hứa Thanh nhăn mày lại, nhìn lên bầu trời. Thiên địa oanh oanh, bởi vì trong Sơn Hải Đại Vực chỉ còn mình hắn, cho nên tất cả chấn động truyền tống đều đồng loạt bộc phát ở khu vực của hắn. Thậm chí bởi vì chấn động truyền tống không ngừng hội tụ, trên trời màn cũng tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ giống như hắc động, ầm ầm chuyển động. Nhưng cho dù chúng nó dẫn dắt như thế nào, cảm giác truyền tống thủy chung không có hình thành ở trên người Hứa Thanh, cũng không cách nào truyền tống hắn ra ngoài. Phát hiện này khiến Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Nếu như không thể truyền tống, vậy ta tự đi vào là được. Hứa Thanh nheo mắt lại, từ trong khoanh chân đứng lên, bước thẳng đến vòng xoáy trên màn trời. Các bạn vừa nghe xong tập 199 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.